Và câu hỏi tiếp theo, câu hỏi cuối cùng trong phần thứ nhất. Hiển thị hóa đơn có khách hàng, tổng tiền của các hóa đơn có tổng tiền lớn hơn 20 triệu hả? Hiển thị mã hóa đơn, mã khách hàng. Ok, nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng ở đây là 1.7. Như vậy chúng ta sẽ coi từ cái hóa đơn này nó có cái gì cái đã nhé. Như vậy chúng ta sẽ select. Select sale from hóa đơn. Rồi chúng ta phải nhìn thử cái hóa đơn này nó có cái gì rồi chúng ta mới bắt đầu truy vấn sau nha các bạn. Hóa đơn mã khách hàng à, đây nó có tổng tiền rồi các bạn. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ có hai điều kiện. Thứ nhất là tổng tiền lớn hơn bằng 20 triệu, và tổng tiền lớn hơn bằng 20 triệu. Như vậy ở đây chỉ có một điều kiện, tổng tiền lớn hơn bằng 20 triệu. Mã hóa đơn, mã khách hàng, tổng tiền của các hóa đơn. Ok, như vậy câu hỏi khá là đơn giản. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ hiển thị là không hiển thị hết, mà chúng ta chỉ có là hiển thị là mã hóa đơn. Mã hóa đơn phẩy mã khách hàng phẩy tổng tiền. Đó, chỉ có vậy thôi. Mã hóa đơn khách hàng của tổng tiền và với điều kiện là tổng tiền tổng tiền phải lớn hơn 20 triệu ha, 20 triệu. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Đây là cái dữ liệu của chúng ta. Còn bây giờ chúng ta chạy lại với câu query mới. Đây là những cái hóa đơn nào mà có tổng tiền trên 20 triệu và chỉ có mã hóa đơn, mã khách hàng. Đấy, như vậy các bạn thấy là chúng ta đã tạo ra những cái câu query của bài 1 khá là đơn giản. Những query trên bảng đơn nha các bạn. Thì đối với là những bài sau thì chúng ta sẽ sử dụng là nối các bảng lại với nhau. Như vậy chỗ này thay vì mã khách hàng thì chúng ta có thể hiển thị tên khách hàng để chúng ta biết được và thực chất là khách hàng nào đã mua. Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ có những cái báo cáo, những cái kết quả rất là hấp dẫn các bạn nhé.